Hữu Trung và Mỹ Duyên rất vui khi được quay trở lại đồng hành cùng quý vị và bà con nông dân trong bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh truyền Đình và báo Bình Phước. Trước tiên chúng tôi xin được cảm ơn phân bón Mặt Trời mới, phân bón Hai Phong cũng như là Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Chị Mỹ Duyên này, trong sáng ngày hôm nay thì Hữu Trung sẽ mời chị Mỹ Duyên dùng thử xoài xem là liệu xoài này có ngon hay không nhá. Vâng, sẵn sàng ạ. Vâng xin cảm ơn anh Trung. Ừm, rất thơm anh Hữu Trung ạ. Chính xác là à, như vậy. Xin phép anh nhé. Ừ, rất là ngọt anh hữu trung ạ và ngon nữa và cái vị ngọt này là vị ngọt thanh nhẹ. và mỹ duyên đoán rằng cái xoài này có phải là xoài cát hà lộc không anh hữu trung vâng chính xác là như vậy rồi chị với duyên kính à, thưa quý vị và các bạn không riêng chỉ chị với duyên vừa khen ngợi xoài cát hà lộc đâu mà hiện nay thì mọi người cũng đã rất ưa chuộng vì loại xoài này thịt thì dày dẻo ít sơ đặc biệt là có mùi vị đặc rất đặc trưng nữa à, cũng chính vì những đặc điểm riêng này mà đầu ra của giá cả luôn ở mức cao hơn các loại xoài khác Quý vị và bà con thân mến thì trong chương trình ngày hôm nay thì Mỹ Duyên sẽ giới thiệu đến quý vị và bà con mô hình trồng xoài cát hòa lộc mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình của anh Hà Minh Tuấn ở xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú của tỉnh Bình Phước chúng ta. Vâng và đây là nội dung sẽ có trong bản tin kinh tế nông nghiệp ngày hôm nay và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua với một số tin chính. Việt Nam đang trở lại vị trí số 1 về xuất khẩu gạo. Bình Phước khai thác thế mạnh của vùng cây ăn trái, hiệu quả kinh tế từ xoài cát hòa lộc. Kinh tế tuần hoàn, cấu cánh của nhà nông. Thưa quý vị và bà con nông dân, hiện nay thì thị trường sôi động, giá gạo Việt Nam đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua, giúp cho các chuyên gia không ngần ngại đánh giá Việt Nam đang trở lại vị trí số 1 về xuất khẩu gạo. Và bước sang đầu quý 2 này thì mọi phân tích dự báo đều cho thấy những tín hiệu lạc quan của xuất khẩu gạo. Thị trường xuất khẩu sôi động đã khiến giá thu mua lúa tại các vùng nguyên liệu trọng điểm tiếp tục tăng cao. Đang nói là một số loại gạo cao cấp của Việt Nam đã cạnh tranh ngang hàng, thậm chí là có giá bán cao hơn đối thủ cạnh tranh truyền thống là Thái Lan. Diễn biến thị trường đang trên đà đưa Việt Nam trở lại vị trí số 1 về xuất khẩu gạo trên thế giới. Quý 1 năm 2023, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt hơn 1,85 triệu tấn, với trị giá 981 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 23% về lượng và tăng 34% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022. Trước dự báo biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp ở nhiều quốc gia gây ảnh hưởng đến mùa vụ sản xuất lương thực trong thời gian tới, nhiều nước đang và tăng mua bổ sung kho dự trữ. Các chuyên gia cũng khẳng định nguồn cung gạo thế giới sẽ thiếu hụt, do đó thị trường lúa gạo Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều tín hiệu tốt trong thời gian tới. Với diện tích đất nông nghiệp chiếm khá lớn đất đai màu mỡ khí hậu ôn hòa thì Bình Phước của chúng ta hội đủ điều kiện để phát triển các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Vâng và để nâng cao giá trị thương hiệu trái cây tại địa phương thì tỉnh cũng đã có chủ trương là phát triển nông nghiệp theo hướng chiều sâu mở rộng diện tích đối với vùng có lợi thế về trồng cây ăn trái và tập trung phát triển thâm canh nhằm tăng năng suất chất lượng giá trị sản phẩm. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, toàn tỉnh Bình Phước hiện có 13.220 hecta cây ăn trái với hơn 20 loại trái cây. Nhờ áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến và làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh, sản lượng và chất lượng nhiều loại cây ăn trái tăng mạnh. Vài năm trở lại đây, trái cây Bình Phước đã vươn lên khẳng định thương hiệu bằng chất lượng và mẫu mã được người tiêu dùng trong ngoài nước ưa chuộng. Cùng với diện tích cây ăn trái phát triển thì trình độ canh tác của người dân ngày càng được nâng cao bà con đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, điển hình như diện tích canh tác cây ăn trái đạt tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap ngày càng được mở rộng. Mỗi vườn cây được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn, Việt Gap, Global Gap được xem là giấy thông hành, đưa nông sản của mình ra thị trường nhanh hơn, kể cả những thị trường khó tính của thế giới. Thưa quý vị và bà con nông dân, sau niên vụ tiêu 2022-2023 thì diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Bình Phước có xu hướng giảm đáng kể do giá cả xuống thấp dẫn đến người nông dân thiếu chi phí để tái đầu tư. Và chính vì nguyên nhân này cho nên mà người nông dân đã dần tìm cách là thay thế hồ tiêu sang các loại cây trồng khác hoặc là có hướng phát triển kinh tế mới. Theo thống kê từ Sở Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước, tính đến hết tháng 4 năm 2023, toàn tỉnh hiện có 13.550 hecta hồ tiêu, giảm 1.150 hecta diện tích hồ tiêu so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, diện tích hồ tiêu nằm trong chương trình chuỗi cung ứng tiêu bền vững do Sở nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gia vị Nespai thực hiện giảm đáng kể từ 2.470 hecta xuống còn gần 2.000 hecta. Nguyên nhân chính dẫn tới việc diện tích hồ tiêu giảm là do nhiều năm liền người nông dân đối mặt với tình trạng giá tiêu tuột dốc, không phanh, dẫn đến thiếu chi phí để tái đầu tư. Nợ trồng nợ buộc người nông dân phải buông cây hồ tiêu để tìm hướng đi mới. Trước tình trạng trên, thiết nghĩ các ngành chức năng cần kịp thời có sự hỗ trợ và định hướng nhanh và kịp thời nhằm duy trì diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh, giúp người nông dân thoát khỏi điệp khúc trồng chặt chặt trồng và hướng đến một nền nông nghiệp bền vững. quý vị chưa phải là địa phương phát triển mạnh về nghề truyền thống nhưng vài năm trở lại đây việc một doanh nghiệp gốm xứ đầu tư nhà máy sản xuất tại huyện đồng phú để gắn kết lâu dài cho thấy bình phước có nhiều tiềm năng lợi thế phát triển làng nghề truyền thống và hướng đến xây dựng thương hiệu gốm xứ đặc trưng của địa phương Công ty gốm Tiến Hùng đi vào hoạt động tại tỉnh Bình Phước từ năm 2018, trung bình mỗi năm công ty đưa ra thị trường trên 30.000 sản phẩm gốm các loại và phần lớn sản phẩm làm theo đơn đặt hàng của thị trường châu Âu, Bắc Mỹ. Hoạt động sản xuất đi vào ổn định và quy mô không ngừng được mở rộng. Thị trường tiềm năng trong nước với các sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao hiện đang là mục tiêu mà doanh nghiệp đang hướng tới. Gốm sứ là ngành nghề truyền thống còn rất mới ở Bình Phước, ngày càng có nhiều sản phẩm gốm sứ được sản xuất cho thấy tiềm năng lợi thế của tỉnh trên lĩnh vực này. Trước tình hình chi phí đầu vào phân bón tăng cao trong khi giá nông sản vật nuôi lại khá bấp bênh thì mô hình kinh tế tuần hoàn đang giúp cho nhiều người nông dân giảm chi phí sản xuất và ổn định thu nhập việc kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi để mà tận dụng nguồn phụ phẩm chất thải thay vì tiêu tốn chi phí xử lý, hạn chế được tối đa chất thải ra môi trường nên là giải pháp mà bà con nên nghĩ đến ạ. Gia đình bà Nguyễn Thị Kim Phượng, ấp 8, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh đã áp dụng mô hình trồng tiêu nuôi dê gần 8 năm nay. Theo đó, những lá keo trong trụ tiêu được gia đình hái để đàn dê hơn 70 con làm thức ăn mỗi ngày. Phân của dê được gia đình thu gom cẩn thận, sau đó dùng để bón cho vườn tiêu hữu cơ của gia đình. Nhờ vậy, áp lực về thức ăn cho dê, phân bón cho cây tiêu giảm đáng kể. Theo chị Kim Phượng, trong thời điểm giá tiêu và giá dê đều giảm như hiện nay, thì mô hình trồng trọt chăn đuôi kết hợp vẫn là giải pháp hữu hiệu giúp ổn định kinh tế cho gia đình chị. Bây giờ thì chủ yếu là trồng cây với chăn nuôi để kết hợp lại với nhau để cho kinh tế nó ổn định thôi là một trong số những hộ nông dân triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn từ rất sớm. Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu, ấp 1, xã An Khương, huyện Hấn Quản đã lựa chọn hình thức nuôi bò và trồng cỏ. Tuy nhiên khác với những hộ nông dân chăn nuôi bò khác, ông Hữu tận dụng mọi chất thải từ quá trình chăn nuôi bò để sử dụng vào vườn cỏ và vườn cây của gia đình. Từ đó, ông Hữu có thêm nhiều nguồn thu khác nhau để ổn định và phát triển kinh tế gia đình. Tôi tận dụng hết, tôi xây hầm, nước tiểu nó xuống đó rồi mình mới tưới với mình tắm chuồng dội chuồng rồi đó rồi lấy cái nước đó tôi tưới cỏ từ chỗ đó thì thấy cũng cỏ đẹp lắm quanh năm một năm tôi bán phân không được năm sáu chục triệu hiệu quả rõ rệt nhất có thể nhận thấy từ mô hình là tận dụng được phụ phẩm của vật nuôi này để làm đầu vào cho cây trồng rồi chính cây trồng lại là nguồn thức ăn cho vật nuôi qua đó giúp giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận. Đây là một trong những mô hình mà hội đồng dân xã đánh giá rất là cao trong cái việc là áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Hiện tại thì mô hình của chú là một trong những mô hình mà có thể nói là điển hình của địa phương trong cái việc là khép kín, mang lại năng suất cao trong cái công tác nông nghiệp nông thôn. Kinh tế tuần hoàn là hướng đi nhằm hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững, giúp tận dụng được nguồn nguyên liệu đã qua sử dụng thay vì tiêu tốn chi phí xử lý. Bên cạnh đó còn giảm thiểu khai thác tài nguyên thiên nhiên, tận dụng tối đa giá trị tài nguyên, hạn chế tối đa chất thải, khí thải ra môi trường, đặc biệt là tăng thêm hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Vâng à, kính thưa quý vị và bà con nông dân từ ở đầu của bản tin kinh tế nông nghiệp thì chúng tôi cũng đã giới thiệu từ nhiều năm nay thì cây xoài được mọi người biết đến là loại cây khá bình dân về năng suất và cả giá trị kinh tế nữa. Tuy nhiên thì với giống xoài cát hòa lộc thì mọi thứ hoàn toàn khác. À, vâng anh Hữu Trung ạ, à, hiện tại thì trên thị trường thì giá xoài cát hòa lộc thì luôn cao hơn các loại xoài khác. À, nhờ xoài cát hòa lộc thì có hương vị thơm ngon này, đặc trưng, cho nên là người tiêu dùng vẫn rất là ưa chuộng giống xoài này. À, chưa kể đầu ra lớn và rất là ổn định. À, và ngay sau đây mời quý vị và bà con nông dân cùng tham khảo qua phóng sự do phóng viên bản tin kinh tế nông nghiệp vừa ghi nhận được ạ. Hơn 20 năm kinh nghiệm trồng xoài, anh Hà Minh Tuấn ở ấp Suối Gia, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú khẳng định. Xoài cát Hòa Lộc thì dù ở đâu, nơi nào cũng không lo đậu ra và giá cả luôn ở mức cao hơn các loại xoài khác. Do các cái các cái quả lộc á ngon cho nên nó có giá hơn tất cả các loại xoài khác. Năng sức của nó thì dạng nó trung bình thôi, nhưng mà hầu như nó cũng nó khó đầu hơn tất cả các loại xoài khác nhưng mà bù lại thì nó thị trường nó nó không có bị nó không bị hạn chế năng suất ổn định giá cao thị trường rộng lớn chính là lý do tại sao anh dành tới 3,5 hecta trên 5 hecta trồng giống xoài cát hỏa lộc diện tích còn lại anh trồng sen xoài thái xoài đài loan xanh đài loan đỏ và xoài ba mùa vào thời điểm nghịch mùa, giá xoài cát hỏa lộc có giá rất cao, từ 80 đến 140 000 đồng 1 kg. Hiện tại dù đang vào vụ chính, nhưng giá xoài vẫn ở mức khoảng 25 đến 30 000 đồng 1 kg. Với kinh nghiệm của mình, bình quân mỗi vụ, anh thu được 7 đến 8 tấn 1 hecta, có năm đạt 10 tấn 1 hecta tùy vào mùa vụ và thời tiết. Dự tính năm nay anh thu được 50 tấn trái với giá bán hiện tại 5 hecta xoài anh thu về trên 1,2 tỷ đồng. Nếu so sánh về giá cả thì xoài cát hỏa lộc có giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với cây điều, cây cao su và một số cây trồng khác. Giá trị kinh tế là vậy nhưng không phải ai cũng có thể làm được nếu như không có kỹ thuật, kinh nghiệm cũng như là vốn đầu tư chăm sóc. Bởi xoài cát hỏa lộc là giống xoài đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc và trình độ thâm canh cao hơn các loại xoài khác bình quân chi phí phân bón thuốc bảo vệ thực vật, công chăm sóc, công bọc trái khoảng trên dưới 100 triệu đồng một hecta. hết mùa thì mình cứ để cành tạo tán nó, rồi nhảy đọ nó khi mà nó nhú đọt thì mình cứ chăng cái phun ba cái thuốc bảo vệ thực vật này kia cho nó nó mình giữ cái bộ đọt đẹp thì thì đó rồi sau đó mình xử lý thì nó ra cái hoa đẹp à cái bao trái này á là một là sòi của mình để mình giữ cái da cho nó đẹp hai nữa là chống được cái những cái côn trùng mà chích hút á để những người mà người ta tiêu dùng để cho nó như hàng sạch vậy đó sạch sẽ mình ăn không được như là không không bị ảnh hưởng đến sức khỏe con người của mình cũng xin được thông tin thêm đến quý vị và bà con nông dân anh Tuấn cho biết thì hiện nay thị trường tiêu thụ chủ yếu của loại xoài này là ở thành phố Hồ Chí Minh Ngoài ra thì gia đình còn bán nhỏ lẻ trong tỉnh và các khu vực xung quanh. Cái được lớn nhất của xoài cát hòa lộc là dù chi phí có cao nhưng mà hiệu quả mang lại cũng cao nên anh Hà Minh Tuấn cảm thấy là rất vui và thoải mái nữa. Và đến đây thì thời lượng dành cho bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và báo Bình Phước chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn phân bón mặt trời mới, phân bón Hai Phong cũng như là liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Vâng và bản tin kinh tế nông nghiệp chúng tôi cũng phải luôn nhắc lại đến quý vị và bà con nông dân về việc là chúng ta có thắc mắc hay là có điều gì băn khoăn liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp thì hãy gọi điện về cho chúng tôi theo số điện thoại đó là 02713 888 130 hoặc là tương tác trên fanpage của BPTV. Bản tin kinh tế nông nghiệp của chúng tôi sẽ kịp thời phản hồi lại cho quý vị và bà con nông dân. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.